down. Ah. Oh. Hết. Đi ra kêu ôn văn á. Kêu ôn văn bật dưới nhà đi ra. Kêu ra đây cho em cái. Ôn văn hay bà Thúy được. Tiến nó ra á. Tiến á. Mày coi thằng Tiến. Mày để thằng Tiến. Dưới á, dưới coi rồi. Đuổi nó về đi. Alo. Căng. Căng lắm. Ừ. Đang trực tiếp mà. Đang trực tiếp á, lấy chân lấy đi. Trời đâu? Bọn dưỡng đâu? Vũ khống người ta hả? Vũ khống hả? Công an nói chuyện vũ khống à? Các anh mới là đang làm vi phạm pháp luật đó. Đừng hăm dọa người ta. Cơ sở thượng tôn pháp luật, tôi không ngại gì ăn cái chuyện pháp luật cả. Không ăn dạ chuyện đi dạ thôi các bạn. Đứng nó canh đi. Đứng nó mà canh. Cái đầu cục đá ở đâu rồi. Thôi bại đây rồi, người ta đâu. Ở trên chợ rồi, xuống á. Đó, thấy không? Mình muốn đi. Đứng nó canh đi.